Mến chào quý anh chị, là Lại Em đây, pha hảo rượu ông Tàu, chuyên xa Hàng Ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại mặt tiền đường nhựa của xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em lên cho anh chị căn nhà gốc khai mặt tiền nha, nhà mới tinh luôn, gần biển Phước Hải, giá chỉ có 1 tỷ 9 thôi nha anh chị. Bây giờ trời đây là sắp mưa rồi, thì em lên nhanh cho anh chị căn nhà này nha. Trời nói chung là mù đen rồi, em tranh thủ em quay nhanh nha anh chị, tại vì là nói chung là cũng theo em nghĩ khoảng tầm 3-4 phút nữa là đổ cơn mưa rồi, em tranh thủ em quay nhanh ha. Thì ở đây là đường nhựa thông thương nha anh chị, tọa lạc ngay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, khu dân cư đông đúc ha. Thì từ cái vị trí của mình là di chuyển ra đường 44A thì đâu đó khoảng tầm là chưa tới 100m nha anh chị. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý chị xem. Thì hôm nay là chủ có gửi cho em một căn nhà gốc khai mặt tiền này, gốc khai mặt tiền nha. Đây rất là đẹp luôn nha anh chị, căn nhà là căn nhà mới tinh luôn nha. Thì tổng diện tích căn nhà của mình là 152m2, bán mặt tiền đây là 8m9, gần 9m, phía sau nở hậu là 10m3 nha, sâu vào trong là 16m. Đất của mình là, nhà của mình là quay về hướng đông nam. Ở đây người ta lên nhà rất là nhiều luôn nha anh chị. Đây, khu dân cư đông đúc luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay vào căn nhà cho anh chị xem. Thì phía trước này là sân đậu khả năng là được cả 2 chiếc ô tô, phía bên này là xe máy thoải mái luôn. Đây là phòng khách nè, đây là phòng khách. Nhà mình có 3 phòng ngủ nha anh chị, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và đây là 3 phòng ngủ nè. Đây cửa sổ luôn nha anh chị, về sắm nội thất nữa là mình ở thôi. Mỗi phòng đâu đó khoảng tầm là 20m2. Trời sắp mưa rồi em tranh thủ quay nhanh nè, xong rồi em quay ra đường tỉnh lộ cho anh chị xem. Đây là phòng ngủ thứ hai có cửa sổ luôn nha, và đây là phòng ngủ thứ ba này. Phòng nào cũng có cửa sổ hết. Phía sau mình là nhà, phía sau, nhà văn phía sau nha anh chị. Thì anh chị có thấy cái nhà này khá là quen thuộc không? Nhà này hiện tại là đang chào 1 tỷ 6 nha anh chị. Nhà này hẻm nhỏ thôi. Căn nhà này tổng diện tích nó hơn 200m2 nha, nhưng mà hẻm nhỏ. Anh chị muốn mua căn nhà này thì inbox cho em, em dắt xem trực tiếp luôn nha. Nhà phía sau mình là hiện tại là 1 tỷ 6, còn căn nhà này em đang quay đây là 1 tỷ 9 nha. Anh chị mua hai căn liền kề cũng được, nhưng mà khác chủ nha anh chị. Em có thể dắt vào làm việc trực tiếp với chủ luôn. Đây là phòng bếp nha, phòng bếp này. Phòng bếp này là thông ra đây là có một cái cửa đi ra sân nha, rất là rộng. Nhà là cửa sổ là quanh hết nên là khá là mát. Đây là có toilet này, đây toilet, toilet labo đầy đủ nha. Phía sau mình có một cái cửa thông gió khá là mát luôn nha anh chị. Đó, cái nhà này nè, hiện tại đang chào 1 tỷ 6. Tí nữa em sẽ quay ra cái nhà cho chị mình xem luôn, để anh chị mình tham khảo. Nếu mình thích nhà này hoặc nhà phía sau thì liên hệ trực tiếp với em ha. Toàn bộ hai căn nhà này là chủ gửi cho em hết luôn. Thì sẵn em quay nhà này, em quay luôn căn nhà phía sau cho anh chị xem. Nhà này hiện tại là 1 tỷ 9 nha anh chị, 1 tỷ 9 nha. Đường nhựa này, đường nhựa thêm vàng, hai ô tô né nhau thoải mái luôn, khu dân cư nha. Rồi, thì em xin tóm tắt thông tin cơ bản căn nhà của nhà này ha. Tổng diện tích là 152m2, bán mặt tiền đây là 9m, nở hậu là 10m, sâu vào trong là 16m nha. 100m thổ cư hướng đông nam nha anh chị. Đây, đây là lô đất kế bên nha. Có nhà đây, khu dân cư. Rồi bây giờ em sẽ quay lại căn nhà phía sau cho anh chị xem. Xong rồi em quay ra đường tỉnh lộ 44B cho anh chị xem luôn ha. Nói chung là trời sắp mưa rồi, em tranh thủ em quay nhanh ha. Đây, căn nhà này thì tới đây nha anh chị. Đây, tới đây nè. Tới đây là hết. Chỗ này là cái phòng ngủ anh chị. Anh chị nhớ không? Đây là cái phòng ngủ chỗ này ha. Thì đường bê tông này là đi vào căn nhà phía sau này, căn nhà 1 tỷ 6 này nha. Rồi bây giờ em sẽ báo thông tin chi tiết căn nhà này. Thì căn nhà này là tổng diện tích là 241m2, bám mặt tiền đường bê tông đây là 15m8, gần 16m, sâu vào trong là 20m, 90m thổ cư. Nhà này là sân đậu ô tô thoải mái luôn nha anh chị. Sân rất là rộng luôn nha. Cho anh chị xem là cái sân này. Nhà này là 1 tỷ 6 nha anh chị. Đây là, đây là phòng khách này. Nhà này là cũng 3 phòng ngủ luôn. Đây là phòng thờ này, một phòng ngủ này, hai phòng ngủ ha. Dạ chào anh nha. Dạ. Đây là phòng ngủ thứ 3. Dạ. Và phía sau này là toilet, phòng bếp đây nha. Đây, toilet bếp đây. Đây là phòng khách nha. Đây phòng bếp bên này.
phía sau mình là có cửa thông gió phía sau nha anh chị. À, nó chỉ vậy thôi. À, em đi vòng quanh căn nhà luôn. À, nhà này là 1,6 tỷ nha anh chị. Rồi, anh chị quan tâm inbox cho em, tọa lạc ngay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là hồi nãy em có quay ở dưới bếp nè. Đây dưới bếp nè anh chị, dưới bếp. Nhà này đang cho thuê 3 triệu nha anh chị. Đang cho thuê 3 triệu. Hẻm này hẻm bê tông thông luôn nha anh chị. Hẻm này theo em nghĩ khoảng tầm 2 mét thôi. Nói chung ô tô morning là vào lọt nha. Nhưng mà sát với đường nhựa luôn nè. Cách đường nhựa có chút xíu thôi anh chị. Cách đường nhựa một căn nhà góc hai mặt tiền này là đến đường nhựa rồi. À, bây giờ em sẽ quay ra 44A cho anh chị xem. Đấy. Ở căn nhà này lúc nữa nãy em mới quay xong ha. Ở đây thì đi vào khu dân cư trong này rất là đông đúc luôn nha. Đẹp. À, vừa tới nơi rồi anh chị, em tranh thủ em quay nhanh thật nhanh, em tranh thủ em chạy nhau là nó mưa là ướt máy quay. Vị trí của mình rất thích hợp cho anh chị về đây mình nghỉ dưỡng ha, tại vì đi ra biển rất là gần anh chị, đi ra biển chỉ có 5-7 phút gì ha. Đường này là đường 44A Võ Thị Sáu anh chị, hướng này là đi lên ngay vòng xoay Đất Đỏ này, cách vòng xoay Đất Đỏ đây là khoảng tầm 2 km. Còn trung tâm hành chính huyện và trạm y tế là khoảng tầm 500-700 m đây ha. Và cũng là hướng đi về tỉnh lộ 52, đi về Long Tân, đi về Đá Bạc, đi về Châu Đức nha anh chị. Còn hướng ngược lại là đi về biển Phước Hải này, cách biển Phước Hải khoảng tầm là 4 km ha. À, và cũng là hướng đi về đường ven biển Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc nha anh chị. À, đi hướng này luôn. À, mình đi vào đây một chút xíu thôi. À, ngay cổng chào ấp văn hóa Phước Lộc này. Rồi bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch cho quý vị xem. À, sổ của mình đây nha anh chị. À, sổ này là sổ góc hai mặt tiền nha. À, và còn sổ này là sổ 1,6 tỷ này. À, hai sổ ha. Thì anh chị cứ inbox Zalo em gửi hai sổ cho anh chị mình xem tham khảo ha. Đây, em sẽ quay chi tiết một sổ thôi. À, còn anh chị nào mà thiện chí quan tâm thì cứ inbox em gửi hai sổ vào Zalo cho anh chị xem thực tế rõ hơn ha. À, sổ này là sổ 1,9 tỷ này. Thửa đất số là 501 tờ bản đồ 40, địa chỉ là xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 152,2 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 100 m thổ cư, còn lại cây hàng năm, thời hạn đất ở lâu dài. Đây, mình là góc hai mặt tiền hướng đông nam nha anh chị, để em soi quy hoạch cho quý chị xem. Là bản quy hoạch căn nhà góc hai mặt tiền 1,9 tỷ nha anh chị. À, ngang là 9 m này, nở hậu là 10 m rưỡi, sâu vào trong là 16 m 3. Góc hai mặt tiền ha, tổng diện tích là 152,2 m². À, còn cái bản quy hoạch là phía sau căn nhà 1,6 tỷ nha anh chị, thì căn nhà này cũng phủ hồng toàn bộ nha anh chị. À, anh chị quan tâm căn nhà nào thì cứ inbox cho em gửi, liên hệ Zalo em sẽ gửi cho anh chị xem pháp lý ha. À, nói chung hai sổ này là sổ sẵn, công chứng sang tên ngay ha, sổ nào cũng có đầy đủ thổ cư. Anh chị nào mà thiện chí đang tìm nhà gần biển để mình nghỉ dưỡng, inbox liền cho em nha. Nhà mới chắc luôn nha anh chị. Về là sắm một ít nội thất là mình về mình ở thôi ha. Đây, vị trí căn nhà mình đây anh chị. Ra đây một chút xíu là đường Võ Thị Sáu 44A đây anh chị ha. Anh chị cũng đã thấy là khu dân cư là kính kình kịch luôn nè. Khu dân cư kính luôn nha. Và lên đây một chút xíu anh chị. Đây là trạm y tế nè. Lên đây là trạm y tế của thị trấn Đất Đỏ ha. Còn lên đây là trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ, trung tâm văn hóa, trường học cấp 2, cấp 3 đây ha. Vòng xoay Đất Đỏ đây anh chị. Vòng xoay Đất Đỏ, nhà lưu niệm của Võ Thị Sáu ha. Còn anh chị di chuyển ngược ra đây là biển anh chị. Đây, ngược ra đây là biển Phước Hải ha. Đây, bờ kè Phước Hải này. Rồi tái định cư Phước Hải ở đây. Di chuyển ra khoảng tầm 4 km ha. Còn anh chị lên về hướng này là đi về Lộc An. Còn đi ra một chút xíu nữa là đi về Hồ Tràm đó anh chị. Đây, đi về Hồ Tràm Novaland ha. Novaland đây. Và cách trung tâm của thành phố Vũng Tàu đây là khoảng tầm là 18 km ha. Còn cách thành phố Bà Rịa thì gần, Bà Rịa thì khoảng tầm là 12 km thôi. Và di chuyển thẳng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đây là khoảng tầm là 80 km. Anh chị quan tâm sản phẩm gần biển để mình nghỉ dưỡng thì inbox liền cho em căn nhà này nha.
sát với lại đường Võ Thị Sáu 44A luôn, rất thích hợp cho anh chị về đây nghỉ dưỡng ha. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like, một đăng ký kênh cho quý anh chị.